Nam Anh cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phần 2 của buổi phỏng vấn để tìm hiểu tượng đài tri ân tại Louisville, Kentucky với Thanh Trúc. Thanh Trúc kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Thanh Trúc đang có mặt tại Jefferson Town và ngay cái chỗ mà Thanh Trúc đang đứng ở đây đó, nó được gọi là Veteran Memorial Park, là một cái công viên mà ở đó có những cái di tích của những cựu chiến binh Hoa Kỳ. Và ngay tại đây cũng là nơi mà sẽ có cái tượng đài tri ân của người Việt ở tiểu bang Kentucky, đặc biệt của Louisville và Jefferson Town này. Đứng bên cạnh Thanh Trúc là anh Nguyễn Tiến Dũng, là chủ tịch cộng đồng người Việt ở tại Louisville. Thanh Trúc xin kính chào anh Dũng ạ. Chào chị Thanh Trúc. Dạ, thưa anh, nói đến cái veteran thì chúng ta nghĩ ngay đến chiến tranh, bởi vì đất nước của chúng ta là một đất nước mà triền miên trong chiến tranh và lý do mà chúng ta có mặt ở đây. Nhưng mà khi mà nói đến tượng đài tri ân đó của người Việt ở tại đây đó, mà không phải là ở chỗ này mà sẽ là một chỗ khác, nhưng mà ở đây là ngay cái địa điểm chính đó, thì thưa anh có thể cho biết là vì sao mà người Việt ở đây lại nghĩ đến một cái tượng đài tri ân, thưa anh? Cái tượng đài tri ân đó là một cái việc làm mà cộng đồng ở đây làm việc đã lâu lắm rồi, nó đi qua nhiều cái giai đoạn lắm. Lúc đầu đó thì bà con ở đây đó thì có nghĩ đến việc là có thể chung quyên góp tiền để mà làm một cái tượng chiến sĩ. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà trong cái quá trình làm việc với những người veteran của Mỹ, với Việt, với lại các giới bằng hữu ở trong thành phố này đó, thì cái dần dần đó là cái project đó nó lớn lên, và rồi cuối cùng đó thì cách đây 4 năm, là năm 2015 đó, thì ở đây quyết định là sẽ xây dựng một cái đài kỷ niệm, nó có tính cách quy mô hơn. Và năm 2016 đó thì từ năm 2015 đó thì sau khi mà bà con đi đến cái quyết định đó thì ở đây mới thành lập một tổ chức gọi là Tri Ân Foundation, chọn cái tên Tri Ân, bởi vì Tri Ân đó mặc dù là ở trong cái foundation đó, thì cái trong Tri Ân Foundation đó thì là có cả Việt cả Mỹ, đúng là Mỹ còn đông hơn mình nữa, nhưng mà trong cái ban chấp hành của Tri Ân Foundation đó mới muốn chọn một cái tên Việt Nam mà nó mang cái ý nghĩa của cái việc mình muốn làm, thì mới đi đến cái quyết định là chọn cái tên Tri Ân. Và Tri Ân Foundation đó, sau một thời gian làm việc đó, thì quyết định đi đến cái việc là sẽ tổ chức một cái cuộc thi về kiến trúc để chọn cái kiểu mẫu để xây tượng đài. Năm 2016 đó cái cuộc thi này được thực hiện, thì tôi có mang theo một số hình ảnh về, lát nữa tôi có thể chia sẻ với chị. Thì cái cuộc thi này đó rất là thành công, nó có được trên 100 cái design của artist, những người mà kiến trúc sư từ khắp nơi trên thế giới, hầu như là năm châu chỗ nào cũng có hết, gửi về. Rồi sau đó đó thì Tri Ân Foundation tìm ra một cái lập một cái nhóm để làm việc để mà chọn ra một cái design, thì sau đó đã chọn được cái design vào đầu năm 2017. Thì là cái tôi có một số hình ảnh tôi có thể chia sẻ với chị tí xíu nữa. Giờ mời quý vị cùng đi với Thanh Trúc. Võ Thành Nhân và Thanh Trúc vẫn đang ở trong cái Veteran Memorial Park của Jefferson Town,
một phần của thành phố Louisville mà chúng tôi đã giới thiệu với quý vị mấy hôm nay đó. Thì kính thưa quý vị, quý vị thấy là đằng sau lưng của Thanh Trúc đó là đây là một cái trường đồi thoai thoải, mà đây là cái nơi, cái địa điểm mà sẽ xây lên cái tượng đài tri ân của cộng đồng người Việt Nam mình ở tại Kentucky này, ở tại Louisville này. Và quý vị biết đó, ở phía xa, ở phía dưới kia đó, nó có một cái dòng suối rất là đẹp mà anh Võ Thành Nhân gọi là Spring Water, tại vì nó đẹp lắm quý vị. Rồi nó ở đây đó, cái khung cảnh nó bát ngát, nó bao la như thế này, tượng đài tri ân sẽ được xây dựng lên. Thưa anh Nguyễn Tiến Dũng, xin anh cho biết là hình như là cái ở đây là được nửa mẫu đất phải không ạ? Mình được nửa mẫu đất để xây lên hay sao ạ? Nửa mẫu là cái phần mà mình sẽ xây, nhưng mà nguyên cả cái sườn đồi kế bên này đó thì là mình muốn sử dụng bao nhiêu thì mình sử dụng, nhưng mà trong cái bản vẽ của mình đó thì là mình sẽ cái diện tích mà mình sẽ xây đó nó khoảng chừng nửa mẫu. Dạ vâng, thưa anh, rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều khó khăn để mà có thể xin được một miếng đất như thế này. Cho dù là có cái sự bảo trợ của các vị thị trưởng ở đây, có đúng như thế không ạ? Như là mọi người vẫn thường nói với nhau. Dạ vâng, cái đó là một trong những cái khó khăn lớn nhất mà chúng tôi gặp phải lúc đầu đó, là kiếm được một cái chỗ tốt để mà phù hợp với cái việc làm của mình. Thì chúng tôi mặc dù là được cái sự yểm trợ của cả ông thị trưởng Louisville và ông thị trưởng ở Jefferson Town, tức là một cái thành phố nó nằm kế bên thành phố Louisville, nó ở ngoại ô của Louisville. Mặc dù là được cái sự hiểm trợ của hai vị đó, nhưng mà cái vấn đề nó cũng vẫn rất là khó khăn, là bởi vì là đi đâu đó thì là mình được cái này mất cái kia. Thì cái nơi mà cuối cùng mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi thấy là ưng ý nhất và thấy là đẹp nhất đó, là ở ngay cái địa điểm này. Vâng, thưa đây là theo như Thanh Trúc nghĩ rằng đây là cái bản đồ, có phải không ạ? Xin anh Nguyễn Tiến Dũng có thể cho biết chi tiết. Dạ vâng, đây là cái design chung á, là cái này, đây là những cái hình ảnh mà từng phần một, nhưng mà cái này là cái hình tổng quát là đây. Cái này chị nhìn ra đây đó, phía bên này đó là cái ngọn đồi trước mặt chúng ta đây. Đó, nếu mà mình, tức là cái chỗ mà chúng ta đang đứng đây á, là nó khoảng đâu chỗ này của cái tượng đài. Thì cái design của cái tượng đài này đó, một cái đặc biệt ở đây đó là khi mà người ta từ khách đi từ đằng xa tới đó, thì cái tám cái cột này đó là cái hình ảnh mà người ta sẽ nhìn thấy từ xa. Những cái cột này nó cao tới 28 feet từ ở đây, cho nên mình có thể nhìn thấy từ xa. Thì tám cái cột này đó là nó tượng trưng cho tám quốc gia mà tham dự, tức là gửi quân tham dự trong cuộc chiến tranh Việt Nam, tức là bên cạnh Việt Nam Cộng Hòa với lại Mỹ thì còn có Thái Lan, rồi Úc, New Zealand, Taiwan, Philippines, về South Korea, đúng không? Yeah, đó, đó là tám quốc gia đó. Thưa quý vị, Thanh Trúc mà đi qua phía bên này, vì Thanh Trúc muốn quý vị thấy đó là ở trong này nè, quý vị thấy nó có những cái di tích của chiến tranh. Đằng sau lưng quý vị, Thanh Trúc, thưa quý vị thấy có một chiếc máy bay trực thăng chẳng hạn. Rồi ở phía xa kia một chút đó, nếu mà quý vị nhìn kỹ, nó có một cái xe tank, một cái ô tô blindé, xe bọc sắt. Dạ, rồi xe thiết giáp đó quý vị. Rồi lại có cả một cái khẩu súng, nên như là một khẩu súng đại bác, khẩu súng thần nông vậy. Quý vị biết đó là anh Nguyễn Tiến Dũng chỉ nói về cái nghĩa bóng, cái nghĩa đẹp đẽ của cái tượng đài tri ân ở trong cái Veteran Memorial Park này thôi. Nhưng mà theo cái sự tìm hiểu của Võ Thành Nhân và Thanh Trúc ở đây đó, và chúng tôi cảm thấy là rất là xúc động đó, khi mà biết được rằng là cái tượng đài tri ân này nó bắt nguồn sâu xa từ cái mà hồi đó thành phố Louisville, hay là cái Jefferson Town này, thực nó vắng bóng một cái lá cờ vàng.
khi mà người Việt chân ướt chân ráo đến đây, thỉnh thoảng người ta thấy những cái lá cờ đỏ sao vàng thì người ta cảm thấy bực tức, người ta cảm thấy khó chịu, người ta cảm thấy là bức xúc, và người ta phải tìm đủ mọi cách để người ta hạ nó xuống. Vậy thì cộng đồng người Việt ở tại đây nè, tại Kentucky này đang nghĩ tới phải có một cái chỗ đứng cho lá cờ vàng. Rất may đó là khi mà cách đây khoảng 3 năm đó, 3-4 năm, khi mà thành phố này ra cái nghị quyết công nhận lá cờ vàng là cái lá cờ biểu tượng của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở tại Kentucky này đó, thì lúc đó mọi người mới thấy rằng là người ta nghĩ đến cái tượng đài tri ân này như là một cái chỗ mà lá cờ vàng bay phất phới. Lá cờ vàng có một cái chỗ được bay cao, bay xa trong trời mà không có bị ai phàn nàn, không có bị ai phản đối và không có ai có quyền hạ nó xuống hết. Đó là cái ý nghĩa của tượng đài tri ân, và đó là cái tấm lòng của cộng đồng người Việt ở tại Louisville nói riêng và ở tại Kentucky nói chung. Thưa quý vị, ngay tại bây giờ đó thì là đây là mùa đông mà quý vị, trong khi anh Võ Thành Nhân rung cống vì cầm cái máy thì Thanh Trúc cũng lạnh cống vì ở đây buốt giá còn hơn là trời của Washington DC. Song chúng tôi cảm thấy là với tượng đài tri ân của người Việt mình ở đây thì cái lòng của chúng tôi cảm thấy ấm lại. Chúng tôi muốn chia sẻ cái điều này với quý vị, và Thanh Trúc xin được kết thúc cái bài về tượng đài tri ân ở tại cái công viên của cựu chiến binh Hoa Kỳ ở tại Jefferson Town gần Louisville của tiểu bang Kentucky. Thanh Trúc xin hẹn lại quý vị trong bài phóng sự tới. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngừng. Nam Anh xin kính chào và kính chúc quý vị có được một mùa lễ hạnh phúc bên người thân và gia đình.